Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bởi lẽ là ngày chuẩn bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày Sa-bát, vì ngày Sa-bát là một ngày trọng đại, những người Do Thái xin Phi-la-tô cho hạ các tử thi xuống sau khi đánh dập ống chân. Bấy giờ những người lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê-xu. Khi đến gần Chúa Giê-xu, chúng thấy người đã chết nên không đánh dập ống chân người. Nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật, để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng không một cái xương nào của người bị đánh dập. Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng chúng sẽ nhìn vào đấng chúng đã đâm thâu qua. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, những lời mở đầu cho thánh lễ sáng hôm nay, con đã giới thiệu ý nghĩa của ngày lễ trọng này. Đó là ngày lễ tôn vinh tình thương của Thiên Chúa. Tình thương ấy được trải dài trong suốt lịch sử cứu độ, như lời tác giả thư Do Thái đã mô tả. Từ thời xa xưa, nhiều lần và bằng rất nhiều cách, Thiên Chúa đã đồng hành, đã hướng dẫn, đã dạy dỗ chúng ta qua các trung gian. Đó là những bậc ngôn sứ, là các vị tổ phụ, là các đấng tiên tri. Nhưng đến thời sau hết, nghĩa là thời Tân Ước, thì Thiên Chúa hướng dẫn, chăm sóc chúng ta qua chính con một người là Chúa Giêsu Kitô. Thêm một dữ liệu nữa ở trong Phúc Âm, đó là Phúc Âm chương thứ 5 của Thánh Gioan. Đoạn này chúng ta thấy mô tả lại câu trả lời của Chúa Giêsu về mối liên hệ giữa người với Chúa Cha cho những người Do Thái chống đối người liền sau khi phép lạ người đã làm để chữa lành cho một người bị đau bệnh 38 năm bên bờ hồ Bethesda. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng hiểu và xác tín rằng tôn vinh trái tim của Chúa cũng chính là tôn vinh tình thương của Chúa. Chúng ta dành một chút thời gian để mà nhìn lại bài đọc thứ nhất. Chúng ta dừng lại ở đây để nghe tiên tri Ô-sê mô tả về tình thương của Chúa như thế nào. Ô-sê là một người được Chúa chọn để làm tiên tri cho Chúa. Nhưng Ô-sê đã không may mắn như rất nhiều người khác. Cuộc sống của ông dường như nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, khi mà mỗi ngày đời của ông gắn bó với một người vợ thiếu sự chung thủy. Nỗi đau khổ này đã giúp cho ông có một cái kinh nghiệm rất là thực tế, có một cái kinh nghiệm thật sâu sắc về tình thương của Yahweh Thiên Chúa dành cho dân tộc Israel
vốn là dân tộc đã được Chúa tuyển chọn, gìn giữ, hướng dẫn và chăm sóc một cách đặc biệt. Nhưng rồi dân này lại 5 lần 7 lượt phản nghịch cùng Chúa. Có lẽ hơn ai hết, chỉ có Ô-sê bằng chính kinh nghiệm đau thương về sự phản bội mà hằng ngày ông phải đối diện đây, ông mới có thể thay lời cho Gia-vê Thiên Chúa trải lòng ra với dân Israel như một người đang hy sinh, như một người đang chịu đựng tất cả mọi thứ. Chúng ta nghe Hô-sê thay lời của Chúa nói cái gì? Hô-sê nói rằng: quả tim của ta thổn thức trong ta, và ruột gan ta bồi hồi. Và những câu liền sau đó rằng: nhưng ta không buông thả theo cơn giận của ta, ta sẽ không hủy diệt, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ta là Đấng Thánh cho nên ta không thích tiêu diệt. Có lẽ mọi người sẽ có một cái cảm xúc giống như con khi nghe lại những lời lẽ này. Để rồi một câu hỏi bất chợt được bùng lên, như là tự vấn lương tâm của mình rằng: có khi nào mà mình ứng xử được như thế không? Hay những lúc người ta làm cho mình khó chịu, hay những lúc người ta phản bội mình, mình sẽ nổi loạn tức khắc, hay là mình sẽ ôm chặt nó trong chua chát, trong oán hờn, chờ cơ hội để phục thù? Còn trong bài phúc âm của ngày hôm nay, ngày lễ kính thánh tâm của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu lại không nói một lời nào hết. Chúa Giêsu cũng không giới thiệu về mình gì cả. Người đã thinh lặng để cho máu và nước từ trái tim của mình đổ ra. Thánh Gioan thuật lại như thế thôi, không nói không rằng gì cả. Nhưng mà sự thinh lặng ấy đã được mặc khải cho thánh nữ Faustina vào năm 1931. Chính là hình ảnh của tình thương Thiên Chúa hằng ngày tuôn đổ đến mọi người. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ thánh tâm của Chúa trong một hoàn cảnh dường như chưa từng có trong cuộc đời của mình. Một lần nữa, sau khoảng thời gian 1 năm, chúng ta phải tham dự thánh lễ online như thế này, để cùng với tất cả mọi người chung tay phòng ngừa dịch bệnh. Đứng trước sự hoành hành của dịch bệnh COVID này, ở một góc độ nào đó, chúng ta có thể nhìn thấy được những hạn chế và những giới hạn của con người chúng ta. Con người không phải là tất cả, Thượng Đế mới là tất cả, Chúa mới là đấng quyền năng. Cho nên thay vì ngồi đó quán than, thay vì ngồi đó trách móc tại sao Chúa để chúng ta như thế này, thì chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa, đấng mà hôm nay chúng ta tôn vinh là đấng giàu lòng thương xót. Qua thánh tâm của Chúa Giêsu, chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện với niềm tin tưởng và cậy trông mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Con tin chắc chắn rằng Người sẽ không bỏ rơi chúng ta như Người đã không bỏ rơi dân Israel của Người. Đồng thời, chúng ta cũng hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam
trong bức thư được ấn ký ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua về việc kêu gọi tinh thần liên đới và tương thân trong việc phòng chống đại dịch Covid. Bức thư này gọi đây là một khoảng thời gian, là một cơ hội để chúng ta sống yêu thương. Vậy mỗi người chúng ta hãy yêu thương bản thân mình, hãy yêu thương anh chị em của mình nữa, bằng một việc làm cơ bản và thực tế nhất, đó chính là thực hành cách nghiêm chỉnh khẩu hiệu châm ngôn chống dịch. Khẩu hiệu châm ngôn 5K để chúng ta chống dịch: khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Và con nghĩ đây cũng là một dịp thuận tiện để chúng ta đáp lại tình thương của Chúa dành cho cuộc đời của mình. Con tin chắc rằng tất cả mọi người chúng ta, nếu khiêm nhường nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta sẽ nhận thấy rằng đúng, tình thương của Thiên Chúa đã gìn giữ, đã dàn trải và đã bao bọc cuộc sống của chúng ta. Có cái gì cho tới ngày hôm nay mà thực sự tài năng khối óc của chúng ta đã có được, làm cho nó có được không? Con tin rằng tất cả là bởi tình thương và ơn thánh của Chúa. Cho nên chúng ta hôm nay được mời gọi đáp lại tình thương ấy bằng việc san sẻ của chúng ta trong khả năng, trong mức độ của mình. Biết rằng những gì chúng ta san sẻ cho anh chị em của mình hôm nay chẳng là gì, chẳng thấm tháp vào đâu so với cái nhu cầu thực tiễn của anh chị em mình. Nhưng chúng ta có quyền tin rằng, cũng giống như phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá trong phúc âm, quyền năng của Chúa sẽ nhân lên và nhân lên gấp bội những san sẻ nhỏ bé của mình, để có thể mang lại một sự ấm áp nào đó cho người khác. Một ai đó đã viết rằng, trong thế giới này, người ta sẽ không chết vì giá lạnh, nhưng người ta sẽ chết vì thiếu vắng tình thương. Thưa quý ông bà, anh chị em, con nghĩ rằng đó cũng là cách thức đẹp nhất, hiệu quả nhất, và cũng là đẹp lòng Chúa nhất để chúng ta tôn kính thánh tâm của Chúa Giê-xu.